Mà chúng ta học sang chương 14, tức là học xong kiểu dữ liệu mới, là kiểu dữ liệu tập hợp. Thì nó cũng giống như là giống như là kiểu dữ liệu từ điển. Thì kiểu dữ liệu tập hợp là một cái kiểu dữ liệu chính của Python. Nói chung là rất là hay, nhưng mà không sẽ không nằm trong chương trình của tin học lớp 10. Nhưng mà chúng tôi vẫn 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 theo tôi vẫn là quan trọng mà chúng ta cần biết. Thì bài hôm nay, cái bài này, bài hôm nay cũng tôi sẽ cũng dạy mức độ là đơn giản thôi. Chúng ta còn có 3 buổi thì đứng ứng với 3 chương cuối của quyển cuốn sách này, thì tôi sẽ có trình bày ngắn gọn để chúng ta có thể hiểu nhanh nhé. Điều chúng ta đi vào cái kiểu dữ liệu tổng hợp. Như vậy là chúng ta đã được học những kiểu dữ liệu mà chính cơ bản của Python. Tôi nhắc lại này, gồm có được kiểu dữ liệu số nguyên là kiểu cho chúng ta biết đầu tiên, đúng không? Kiểu dữ liệu số thực, ví dụ như thế này. Kiểu dữ liệu kiểu bool, ví dụ như thế này. Đó. Tiếp theo là đây là ba cái kiểu dữ liệu lõi cơ bản. Mà thật ra nó còn có thể, chúng ta có thể biết thêm là có cái kiểu dữ liệu số phức nữa, ví dụ như là như này. Cái số ảo thì người ta kêu là G. Time của Z thì là kiểu dữ liệu số phức. Thì các kiểu dữ liệu như là số nguyên, số thực, bool và số phức là những kiểu dữ liệu đơn, mà kiểu dữ liệu đơn. Và tiếp theo chúng ta là có thể học thêm ngoài dữ liệu đơn, người ta sang các kiểu dữ liệu người ta có gọi là kiểu dữ liệu thùng hay là kiểu dữ liệu dãy, dùng có thể dùng nhiều từ. Thật là dãy nó khác thùng, nhưng mà nôm na là kiểu dữ liệu không phải là đơn. Nó là kiểu dữ liệu, bên trong nó chứa nhiều dữ liệu khác, ví dụ như là kiểu dữ liệu string chẳng hạn. Để lấy ví dụ như này, thì là string thì cứ tưởng là kiểu dữ liệu đơn, nhưng mà thực chất là không phải, nó là một kiểu dữ liệu thùng. Nó là kiểu dữ liệu thùng, nhưng mà nó không nghĩa là thùng hoàn, là nó không phải là thùng theo đúng nghĩa đâu, mà dữ liệu này nó người ta gọi là kiểu dữ liệu tuần tự hay là kiểu dữ liệu dãy. Tức là chúng ta có thể có những lệnh, là chúng ta có thể là dùng cái lệnh như này, for i, for k in s, và chúng ta print cái k này ra, ví dụ như vậy. Đấy. Cho k thì dọc theo s thì bắt đầu print cái phần tử là các ký tự của S ra. Như vậy là S nó là một sâu, nhưng nó là một dãy các ký tự. Thì S thì nằm trong cái nhóm ta gọi là kiểu dữ liệu tuần tự là đã biết rồi. Thì S thì ở đây hiểu là đơn hay là như, cũng thể hiểu là đơn cũng được, mà cứ hiểu là thùng cũng được, nhưng mà là kiểu dữ liệu dãy là hợp lý nhất. Rồi thì mình, chúng ta sẽ ta đã biết sang cái kiểu dữ liệu khác mà thực sự là thùng, là cái này. Kiểu dữ liệu là tuple và kiểu dữ liệu mà dãy, ví dụ như là ta ký hiệu A bằng, ta lại biết theo ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Thì A nó là kiểu dữ liệu thùng. Chúng ta có thể, mà đồng thời nó là dữ liệu tuần tự, chúng ta có thể lấy ra từng phần tử một của A, giống như là S, chúng ta có thể lấy ra từng phần tử của nó như thế này. Nó cũng có thể, nó hỗ trợ lệnh form, lệnh in. Tự nhiên ta kiểm tra là 7 có in A hay không, có nằm trong A hay không. Đó. Tương tự như vậy thì ta có kiểu dữ liệu là tuple. Thì nó cũng giống như dãy, chỉ khác là chúng ta để nó ở trong cái dấu ngoặc tròn, hoặc có thể là không trong ngoặc tròn, ta có thể viết như này luôn. Em vẫn hiểu như thường, nó vẫn thì cả BGC này là kiểu dữ liệu là tuple, là dãy, thì nó vẫn là kiểu dữ liệu tuần tự, và nó đồng thời là kiểu dữ liệu thùng, là dữ liệu thùng là dữ liệu nó chứa nhiều nhiều
kiểu dữ liệu con ở bên trong. Rồi, thế thì nhưng mà điểm khác biệt giữa B, giữa thùng, giữa tuple và list là list cho phép chúng ta sửa đổi các phần tử ở bên trong. Chúng ta có thể sửa đổi như thế này. A không bằng thay đổi được và A sẽ thay đổi theo. Nhưng mà cái BC thì không, ta không không làm được. BC là chúng ta khi chúng ta đã gán ra phần tử chúng ta không thay đổi là như thế này. Máy nó báo lỗi ngay. Đó thì như vậy là như vậy suy ra là kiểu dữ liệu thùng ấy hay là dãy thì người ta nói chia làm hai loại, hai loại, một loại là có thể thay đổi được, loại thứ hai là không thể thay đổi được. Thấy chưa? Rồi thì chúng ta đã học cái này rồi. Thì giữa list và tuple là nó khá là giống nhau, trừ những cái lệnh mà nó làm thay đổi cái từng phần tử của dữ liệu. Rồi chúng ta đã học tiếp theo là kiểu dữ liệu tư điển nó làm kiểu dữ liệu thùng và nó là thùng và nó chứa nhiều phần tử ở bên trong. Mỗi phần tử của nó là nó có dạng là các cái gồm hai phần tử là khóa và giá trị. Ví dụ như là one, một, như này. Đấy, như này nhé. Đó. Thì D nó sẽ là time, D nó sẽ là gì? Nó sẽ là kiểu dữ liệu big, là từ điển. Và D là được quyền thay đổi, được quyền thay đổi. Ví dụ tôi viết là được quyền bổ sung và thay đổi. Ví dụ tôi viết là D như này. D viết là Suri. Phải viết khác đi. Bằng 4. Thì như vậy ta thấy là D sẽ thêm thay đổi, là thay đổi theo. Đó, thì D là kiểu dữ liệu là thùng vì nó chứa nhiều phần tử ở bên trong. Nó là nhiều cái cặp mà khóa và giá trị nha. Các nhân mở dấu hai chấm. Và D là kiểu dữ liệu thùng, nó có thể thay đổi được. Thay đổi được. Chúng ta như vậy là cho giờ phút này chúng ta đã biết được hai loại dữ liệu thay đổi được, thùng thay đổi được là dữ liệu dãy và dữ liệu tư điển, đúng không? Dict và dãy và list. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại dữ liệu nữa là dữ liệu là tập hợp. Nó cũng là dữ liệu thùng và nó cũng thay đổi được, được chưa? Rồi thì kiểu dữ liệu tập hợp thì nó kiểu như này. Nó được khai báo là như thế này. Nó được viết khai báo cũng giống như là đối với từ điển, nhưng mà nó khác từ điển là chúng ta chỉ liệt kê các dãy thôi, các cái phần tử của nó. 1 2 3 4 6 7. Đó thì nó là, thì ở đây A nó sẽ là, nó là kiểu dữ liệu tập hợp set. Mẹ biết tập như vậy là set là một kiểu dữ liệu mới, là mới đúng không? Là mới hoàn toàn. Và A cũng thay đổi được. Ví dụ bây giờ tôi sẽ làm động tác, tôi có cái lệnh là tôi bổ sung vào A một phần tử để tôi có cái lệnh này. Chúng ta chú ý là vì tôi bổ sung thêm phần tử là one, là một sâu. Enter. Như vậy ta thấy A nó bổ sung thêm là 7 sâu, thêm one nữa, được chưa? Thì chú ý là với cái dãy thì list ta có cái lệnh thêm phần tử là lệnh append, còn đối với tập hợp thì là add, được chưa? Như vậy là tập hợp cũng là dữ liệu là thay đổi được, được chưa? Như vậy là ở trong cho tới giờ phút này là chúng ta đã học được những cái kiểu dữ liệu cơ bản, rất là cơ bản rồi đấy, cơ bản của mà đủ sức để chúng ta có thể làm việc được rất nhiều các bài tập khác nhau, đa dạng khác nhau. Có chùa đủ sức để chúng ta có thể giải các bài tập đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp quốc tế. Cho giờ phút này là như vậy nhé. Thế như vậy là các kiểu dữ liệu của Python chắc lại chia làm hai loại. Một loại là thay đổi được, mà một loại là không thay đổi được. Thì cái loại mà không thay đổi được thì nó là immutable.
là kiểu dữ liệu thuộc loại immutable. Thì immutable gồm là gì? Nó gồm có dữ liệu là in này, kiểu dữ liệu đơn không thay đổi được, flow này không thay đổi được, kiểu dữ liệu là bool không thay đổi được, đúng không? Kiểu dữ liệu là complex không thay đổi được, kiểu dữ liệu là string không thay đổi được, kiểu dữ liệu là tuple không thay đổi được. Đấy, thì đây là những dữ liệu nhé, không thay đổi được. Và trong đó cái string này này là nó là không phải dữ liệu đơn như là những hàng trước này, nó là dữ liệu là thùng và nó là dãy tuần tự. Tuple cũng vậy, là cái kiểu dữ liệu thùng mà nó là thuộc kiểu dữ liệu tuần tự. Tuần tự tức là kiểu dữ liệu mà hỗ trợ lệnh for và lệnh in, là kiểu dữ liệu tuần tự. Thế nhưng mà đây kiểu dữ liệu là không thay đổi được nhé. Tiếp theo là kiểu dữ liệu mà thay đổi được, nó gọi là mutable. Mutable thì gồm có gì? Gồm có list, gồm có dict là từ điển, và gồm loại thứ ba nữa là set. Đó, ba loại. Hôm nay chúng ta sẽ học sang phần set. Như vậy là dữ liệu là mutable, là dữ liệu có thể thay đổi được, thì nó đều là thùng cả. List, dict và set đều là thùng. Trong đó thì là list thì nó vừa là thùng mà nó vừa là dữ liệu tuần tự, còn dict và set thì không phải là tuần tự. Mặc dù là dict và set thì là có hỗ trợ cho lệnh in và lệnh for, nhưng mà nó không phải là tuần tự. Cái này chúng ta sẽ cái phần đó, thì nếu các bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì trong cái phần kia tôi định sắp tới tôi sẽ mở cái lớp tiếp theo là một lớp nâng cao, tôi sẽ nói sâu hơn cái này. Mà tới giờ phút này chúng ta có thể tổng kết lại nhé, là như vậy. Nên chúng ta đi sâu vào set này. Đấy, như vậy ở đây là set nhé. Ta có A là set đây rồi. A là như thế này. A là set đúng không? Và chúng ta biết lệnh đầu tiên là lệnh add. Lệnh add là phương thức của add. Nhưng mà chúng ta cứ tìm hiểu A này nhé. Thế thì lệnh set thì ngoài cái thao tác như này thì chúng ta còn có thể dùng cái lệnh là set b, là set như này. Cái như này thì là tạo ra một tập hợp rỗng. Còn chúng ta có thể khai báo mà set là lệnh có thể chuyển đổi bất cứ một kiểu dữ liệu từ dạng tuần tự sang dạng tập hợp. Ví dụ tôi chọn A bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Đó. Thì khi đó ta có thể viết là B bằng set của A. Được. Nó sẽ chuyển đổi trong cái lệnh set này là hoặc nó là rỗng. Để này thì nó là rỗng này. Thì nó làm tạo nên một tập hợp rỗng. Còn như này thì là tập hợp là nó chuyển đổi, để xét là nó chuyển đổi một cái dữ liệu dạng tuần tự sang tập hợp. Đấy, B. Các bạn có thấy không? Tập hợp là gồm các phân tử là khác nhau từng lên một. Nguyên tắc trong tập hợp không có hai phân tử bằng nhau. Cho nên khi chúng ta chuyển đổi từ dãy sang set, các bạn thấy không? Ở trong dãy đây có hai phân tử là 55 này. Nhưng mà trong dãy này không còn nữa. Nhưng mà khi chuyển sang set đã loại bỏ các phân tử giống nhau rồi nhé. Tại vì như vậy b ở đây, b là tập hợp, b là phần tử thuộc loại, là phần tử thuộc gì, thuộc kiểu là gì, tập hợp. Thì ngược lại chúng ta có thể dùng list a, hay là dùng từ khác đi, a1 đi, bằng list của B, thì nó sẽ chuyển đổi ngược từ B, từ tập hợp sang list, enter đây, A1 đây, đó. Ngay và tới đây chúng ta có thể thấy ngay là gì? Chúng ta có cái bài tập chúng ta có thể làm ngay được, giả sử cho một cái dãy bất kỳ. Bây giờ đầu bài là gì? Hãy tạo ra một dãy mới thu được từ dãy cũ mà loại đi những phần tử giống nhau. Thì chúng ta dùng tập hợp, chúng ta làm rất nhanh. Trong dãy ban đầu nhé, chúng ta sẽ chuyển đổi sang tập hợp, thì tự động nó sẽ loại đi những phần tử giống nhau, vì tập hợp không cho phép hai phần tử giống nhau trong tập hợp.
Sau đó chúng ta sẽ chuyển đổi từ tổng hợp trở về dãy. Như vậy là xong. Giả sử nhé, làm bài tập này. Cho trước một dãy A. A nhỏ bằng bất kỳ 1, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6 như này. Đó. Dãy thì là, chúng ta chú ý, dãy thì ta được phép các phân tử bằng nhau thoải mái, được chưa nào? Bây giờ đầu bài là gì? Đầu bài của chúng ta là đầu bài là hãy tạo ra một dãy mới mà bao gồm phân tử khác nhau từ dãy A. Thì chúng ta có thể làm được từ bằng lý thuyết của bằng cái kiến thức từ dãy ta làm được, nhưng mà chúng ta làm nhanh hơn bằng cách chúng ta dùng tập hợp. Chúng ta chuyển đổi từ A sang tập hợp và ngược lại từ tập hợp về A là xong. Nhà chúng ta làm như sau, chúng ta viết A này bằng set của A nhỏ, nhưng mà lại chuyển dãy A sang tập hợp A. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại A thành là B bằng list A. Chúng ta chuyển đổi hai lần, chuyển đổi từ A nhỏ, từ list A nhỏ sang tập hợp A lớn, xong từ tập hợp A lớn chuyển về dãy B nhỏ, và B cho thấy B chính là cái phần tử khác nhau từng đôi một của cái dãy A. Đó. Như vậy cái bài toán tôi viết lại như sau. Bài toán tổng kết là ta có thể viết là A bằng list của set A. Đây là cái lệnh. Đây là câu lệnh cho phép chúng ta là chuyển từ dãy A ban đầu tạo ra một dãy A mới mà lấy các phân tử khác nhau từ dãy ban đầu A. Rồi thì chúng ta đi sâu hơn vào cái dãy và cái khái niệm tổng hợp mà tổng hợp. Thì các phân tử của tổng hợp nó chỉ là nó là những cái gì? Thì nó luôn này, các phân tử tổng hợp có thể là các đối tượng bất kỳ, nhưng mà bắt buộc phải thuộc loại là không thay đổi được, gọi là immutable. Trong tập phân tử của tập hợp A, tập hợp không được phép chứa gì, không được phép chứa list. Chúng ta nhớ là list là phần là list là cái đây này, list là cái đối tượng là thay đổi được, mutable. List là mutable và set mutable. Do đó là set một tập hợp thì không được chứa chính nó, không được chứa tập hợp con, không được chứa gì, không được chứa dict và không được chứa là dãy. Đó, để tôi viết như này. A nhé, bằng đây, khai báo là như vậy là 1, 2 như này. Xem máy báo lỗi không nhé. Đấy, máy báo. Xin lỗi, ở đây nó phải dãy tập hợp thì nó phải để như này. Đúng không? Để đúng không? Enter. Mình báo lỗi ngay là vì không cho phép là chứa cái phần tử này. Đấy. Tức là tập hợp thì không được phép chứa dãy nhé. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục này, nó không được phép chứa mà đích d bằng, tôi khai báo một cái tập hợp nhé, một cái từ điển như là 1, 2. Được chưa? Thì D nó là kiểu tập hợp. Thì tôi khai báo A tập hợp rồi, vì A tôi S phần tử D vào. Xong mình báo lỗi cũng nhé. Mình cũng báo lỗi vì nó không cho phép chứa là tập hợp. Và nó không được phép chứa tập hợp, không chứa tập hợp con, nó không cho chứa tập hợp con. Điều tôi viết với là B bằng bằng tập hợp rỗng. Vì A tôi ép B vào thì nó cũng không cho phép. Đó, như vậy là A là phần các phần tử của A trong 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 tập hợp là chứa mọi loại dữ liệu khác nhau trừ ra trừ ra list là một, trừ ra dictionary là hai, là từ điển này, và trừ loại thứ ba là trừ bản thân từ set tập hợp, trừ là nhé. Đó, thì cũng giống như là cái này, giống như là đối với trước buổi chúng ta học về từ điển thì cái key đấy, cái key của từ điển cũng vậy, cái key từ điển là không được phép chứa là các cái đối tượng là thay đổi. Thế là cái key của từ điển cũng không được phép chứa từ điển, không được phép chứa list và không được phép chứa tập hợp. Thì cái đấy cũng vậy nhé.
Rồi thế chúng ta đi vào tìm hiểu cái phần tử tập hợp, chúng ta kiểm tra bây giờ nó là kiểu tập hợp rồi, chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta tìm hiểu nó có những phương thức nào, nó thuộc lớp tập hợp đúng không? Và chúng ta kiểm tra nó có những phương thức nào. Đây nó có một loạt đây nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái này để chúng ta biết cái lệnh gì. Đây chúng ta biết lệnh S này, thì biết rồi này. Mình học tiếp nhé, học tiếp theo là lệnh clear, là lệnh xóa toàn bộ một cái tập hợp. Và lệnh tiếp theo là lệnh tôi muốn nói là lệnh remove, lệnh xóa một phần tử của tập hợp. Đây tôi làm thử nhé, bìa A này nhé, bìa A này tôi là remove một, thì như vậy là lệnh là xóa đi phần tử của một đi nhé. Và bây giờ tôi thử kiểm tra, tôi thử xem nếu mà remove lần nữa máy có báo lỗi không nhá. Nó không có thì máy báo lỗi, không máy báo lỗi. Như vậy là cái lệnh là phương thức là remove thì nó sẽ xóa phần tử nếu phần tử đó nằm trong trong A. Đấy. Còn nó không thì nó báo lỗi nhé. Thì A, mặc dù A tập hợp không phải là cực thuần tử nhưng mà nó vẫn hỗ trợ lệnh for và lệnh in. Để ta viết được hiệu 5 in A vẫn nó vẫn hiểu. Thế nó vẫn gần giống, nó vẫn rất giống với tuần tự, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu sau. Tuần tự và chúng ta viết là for A in A in A nhỉ. Nó in ra được, in ra các phần tử của A nhé. Đấy, như vậy là hỗ trợ lệnh for và lệnh in. Mặc dù nó vẫn theo định nghĩa của Python, nó không phải là kiểu tuần tự. Kiểu tuần tự là gì để chúng ta sẽ trước tôi nói rồi, mặc dù có thể định nghĩa nôm na nó là hỗ trợ lệnh for và lệnh in nhưng mà nó phải hỗ trợ thực sự cơ. Cái này là for in này là nó là không, nó có nhưng mà nó không phải là tuần tự theo theo đúng nghĩa nha. Vì trong cái tập hợp A đó thì các phần tử được sắp xếp theo thứ tự bất 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 kỳ. Đó. Nhá. Đấy thì bây chúng ta như vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Như vậy chúng ta biết được lệnh nhà lệnh remove này, lệnh clear. Đây lệnh clear. Lệnh clear ở đây. Như vậy xóa đi. À khi tôi viết là máy báo đã set như này thì nó là tập hợp rỗng. À, tập hợp rỗng. Thì chúng ta biết rồi, tập hợp rỗng thì gì? Tập hợp rỗng thì nó có giá trị bool là false. Còn tập hợp khác rỗng thì nó có giá trị bool là true. Trước chúng ta đã học học về cái đó rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số các cái thao tác trên tập hợp. Thật ra tập hợp mình nó có thao tác để tập hợp nó có khái niệm là nó có mấy tập hợp này là giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp và lấy phép mà giao đối xứng nha. Đối xứng thì chúng ta bị cho tìm hiểu những cái đó nó rất là đơn giản đấy. Được chưa nha. Đây, chúng ta chú ý nhé là lệnh giao intersection, đây là cái động từ là giao. Nhé. Tiếp theo là động từ là hợp. Hợp nó là gì? Hợp được rồi, cái từ hợp được rồi. Hợp là union, là hợp. Chúng ta những các từ quan trọng này. Hợp là union. Tiếp theo là động tác là cái phép phép trừ tập hợp. Ta biết rồi đúng không? Là difference, là phép trừ tập hợp. Ngoài ra có một lệnh nữa là lệnh là trừ đối xứng, là symmetric difference. Đó. Thì như vậy là có bốn cái thao tác rất quan trọng, mình chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Để tôi làm A này, để tôi làm lại A này. A bằng 1, 2, 3, 4, 5. B. Cho nó giao đi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 đi. Được chưa? Như vậy nhé. Thì hợp của hai tập hợp thì nó kiểu như này. Nó ký hiệu là A cộng B. Rồi A này A hợp rồi A A A B thế này chứ đúng không? Hợp của hai tập hợp, hai tập hợp thì viết là C bằng A hợp của hai tập hợp đó. Hợp của hai tập hợp thì viết C này thì C là hợp của cả A và B, A B đây, nhưng mà A không thay đổi, A vẫn không thay đổi, A vẫn là như cũ, B vẫn là như cũ, và đây chính là cái lệnh là hợp của hai tập hợp đây.
nhé. Và chúng ta có thể viết là như này, có thể viết là C bằng A chấm union union B. Lệnh union đây này, đâu rồi nhỉ, đây này, union là lệnh hợp của hai tổng hợp này, union B đây. Thì cũng như thế, C như vậy là A chấm union B cũng chính là bằng là B chấm union A, là hợp của hai tổng hợp. Thì là lệnh hợp hai tổng hợp là nó là đối xứng, thì biết là A như thế này thì nó chính là bằng là B là như thế này, A là bằng nhau. Được chưa? Như vậy chúng ta, như vậy lệnh rất đơn giản của tổng hợp. Lệnh thứ hai chúng ta sẽ học là cái gì? Lệnh thứ hai chúng ta sẽ học là lệnh gì? Là lệnh là giao của hai tổng hợp. Giao. Giao là anh là intersection. Intersection đây. Đó. Thì lệnh giao là như này. Lệnh giao là chúng ta có thể viết là A giao B. Là có dấu vả. Dấu vả B. A giao B. Đây như A đây này. Thì chúng giao nhau chỉ là 4 và 5 thôi. 4, 4 và 5 thôi. A giao B chỉ là 4 và 5 thôi. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể viết là A C bằng A chấm intersection. Diễn cái từ này nó hơi dài thì nó dễ bị sai lắm. Intersection. Chúng ta luôn phải tra cứu đó, tìm tia section và B. Intersection B. Và như vậy C nó chính là gì? B nó chính là giao của A và B. Và A mà không thay đổi, B không thay đổi. Vậy là A chấm intersection B cũng chính là bằng là B chấm intersection A, vì cái phép giao và phép hợp là nó là đối xứng nhau nhé. Nó giao hoán với nhau. Rồi, đó là hai phép tính chúng ta đã học. Phép tính thứ ba là phép tính là hiệu. Hiệu. Hiệu tức là gì? Khi tôi viết là A trừ B như này này. A trừ B như là A thế này thì phải. A chéo B thế này chứ không phải. A trừ B để kiểm tra lại xem. À được, đúng A do A là phép trừ bình thường. A trừ B là gì? A trừ B là tập cái phân tử là hiệu của A trừ B, tức là phân tử thuộc A nhưng không thuộc B. Đó. Nhưng mà tử tìm ra phân tử mà loại ra khỏi A nhưng phân tử mà thuộc B. Vậy để chúng ta biết là chúng ta đây là A nhé, B đây. À, thì trong A phân tử nằm trong trong B là 4 5 ta loại, 4 5 ra khỏi thì nó là A trừ B. Ta có thể viết C bằng A trừ B. A trừ B. Đó. Hay là có thể viết là như này, viết bằng C bằng A, có cái từ là difference. Đây. Difference. Đây là từ là hiệu nhé. Đó. Thì cũng như vậy chúng ta có là lại là div d chữ hai phần difference B. Đây là C đây nhé. Như vậy, như vậy là cái A trừ B, B trừ A này này là nó không đối xứng. A trừ B khác và B trừ A. B trừ A đây. B trừ A là phân tử mà thuộc B nhưng không thuộc A. Như vậy là A trừ B là không không bằng B trừ A nhé. Tức là viết là A trừ B này bằng B trừ A có bằng nhau không? Thì nó báo là false, đúng không? Không bằng nhau, nhưng mà A trừ B khác hẳn với B trừ A. Đó. Như vậy là cái A chấm difference B là khác với B chấm difference A. Đấy, chúng ta có cái từ này nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta có cái lệnh là symmetric difference. Là cái gì? Là cái lệnh là gì? Là những phân tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B nhưng không thuộc cả A và B. Đấy, thì cái phép trừ đối xứng. Phép trừ đối xứng lên này là AB giao nhau như thế này thì phân cái mà nằm ở nằm trong A hoặc B nhưng không thuộc là A và cả B. Ví dụ như thế, tôi có là đây này 1 3 4 5 4 5 6 8 9 thì là A trừ đối xứng với B là chính là 1 2 3 và 7 8 9 và 6 7 8 9. Thì có cái thao tác này nhé, có cái lệnh là A thế này này, A này B này thì nó là cái phân tử là gì, là thuộc hoặc A hoặc là B nhưng không thuộc vào A là giao B. A giao B. Như vậy là cái A nôm na là cái hiệu đối xứng ấy này, là cái này nó bằng gì, cái này nó chính là bằng cái này nó chính là bằng là gì, bằng là
bằng là gì nhỉ? Bằng là A hợp với B và trừ đi A giao B. Nó chính là cái này, nó chính là A hợp với B và trừ đi A, trừ đi A giao B. Nó chính là cái này. Bây giờ tôi có thể viết nó bằng kiểm tra cho nó đúng nhau, nhưng mà nó là true. Đấy, thì cái này là nó là bây giờ tôi viết lại C nhé, tôi viết là C bằng A. Cái này này là những phần tử mà thuộc A hoặc B nhưng không thuộc cả A và B. Đấy, thì nó là hiệu đối xứng. Đấy. Hay là chúng ta có thể viết là C bằng cái bài, cái câu này nó dài lắm, nó là symmetric, symmetric cái từ này như khi phải học là difference b từ như này này, symmetric difference đấy nhé. Cái này nó có đối xứng A mà B thì nó bằng với là B A như này, nó bằng nhau. Đấy, nó khác với nhé. Như vậy C ở đây chính là gì? C ở đây chính là phần tử mà thuộc hoặc A hoặc B nhưng không thuộc cả A và B. Đó, như vậy là đối với tổng hợp chúng ta có những cái có những phép toán rất là hay. Nhắc lại nhé, phép giao thì gồm có là gì, là a giao b như này đúng không, a giao b, phép hiệu, phép hợp thì là viết là a b như này. Rồi tiếp theo là phép là hiệu, hiệu thì là a trừ b, a trừ b, và phép là hiệu đối xứng, hiệu đối xứng là a. Nhớ nhé, đây là những cái động tác cơ bản của tổng hợp. Thì tất cả những cái toán tử này đều không làm thay đổi bản thân cái a và b, không không làm thay đổi nhé, không làm thay đổi bản thân a b đấy. Nó khác, chúng ta có thể những lệnh đó nhưng mà nó không không làm thay đổi trực tiếp vào vào đối tượng mà chúng ta đang 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 thực hiện. Chúng ta gán C bằng bằng A trừ B thì sau lệnh gán đó thì A không thay đổi, B không thay đổi, thì nó kết quả nó đưa vào C thôi nhé. Thì ở trong trong trường hợp còn có những cái lệnh hoàn toàn tương tự, lệnh giao, lệnh hợp, lệnh hiệu đối xứng, nhưng mà nó làm khi thực hiện nó sẽ thay đổi trực tiếp vào A và B, thì chúng ta có thể sang qua này. Cái này, là phần tôi không 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 có biết lắm, nhưng tôi nói thêm một bạn biết thôi nha. Đây chúng ta chú ý nhá, nhìn nhìn đây là biết ngay này, có cái lệnh là đâu, lệnh union là cái lệnh mà cộng hai cái lại với nhau và a và b không thay đổi. Nhưng mà nếu mà cái lệnh mà tôi muốn cộng b vào a và a thay đổi thì ta dùng, cái update. Cái update chính là cái bản thay đổi của union. Rồi bây giờ chúng ta có cái lệnh là gì, có cái lệnh là giao, intersection là giao của ab đây, tôi giao lại với nhau, giao lại phần giao đây, mà sau lệnh đó thì ab không thay đổi, mà tôi muốn là tôi giao nhưng a thay đổi theo, thì đó chính là lệnh là intersection update, tôi update vào đó. Cái này chính là lệnh giao nhưng mà thay đổi. Tiếp theo là cái lệnh là hiệu, cái a trừ đi b, nếu mà a mà hiệu trừ đi b thì không thể a không b không thay đổi, nhưng mà tôi muốn là a trừ b a thay đổi theo thì dùng lệnh này, dùng lệnh là difference update, bạn chú ý bạn chú ý update theo nhá. Và cuối cùng lệnh hiệu đối xứng, ta muốn thay đổi a thì ta dùng là symmetric difference update đó. Như vậy là union thì đi với update đúng không, hiệu difference thì difference update, intersection update đúng không, symmetric difference thì đi với là symmetric difference update. Đấy, thì mà tôi khuyên các bạn không dùng lệnh này, ít dùng, tôi ít khi dùng lắm nhưng mà biết thế thôi. Đây là bên cạnh những cái lệnh mà cho phép chúng ta thao tác với AB nhưng mà thân AB không thay đổi, thì có lệnh là thao tác nhưng mà A cũng thay đổi theo. Đó, A cũng thay đổi theo nhé.
Dạ, chúng ta nhìn đây ta biết thì biết ngay nhé. Rồi, ngoài ra còn có nhận sau đây này. Nha. Lệnh là gì? Lệnh là E-subset và E-superset. Lệnh này hay đấy. Là nó kiểm tra xem mà phần lệnh tập hợp A có nằm trong B hay không. Hay là A có chứa B hay không. Nếu A nằm trong B thì có cái toán tử là E-subset. Và A mà chứa B thì là A is a superset. Đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đây, nhìn A tôi cho bằng 1, 2. Giờ B bằng 1, 2, 3, 4. Thì trường này rõ ràng là gì? A nằm trong B. A nằm trong B. Đây, thì A nằm trong B thì nó kiểm tra là A is subset B. Không, xong đúng rồi, đúng đúng hai chữ S ta kiểm tra một tí này. E subset A có phải là tập hợp con của B hay không? Đấy, kiểm tra. Đấy là true, đúng không? A tập hợp con của B với A đây này. Hay là có thể viết A là nhỏ hơn B. Đấy, A cho B. Hay là A nhỏ hơn nó cũng bằng B. Đều được. Đấy. Như vậy là cái dấu nhỏ hơn là dấu là nằm trong, còn lớn hơn là dấu chứa. A có chứa B hay không? Ngược lại, A không chứa B thì cái lệnh là ngược lại là gì? Là is superset đó, B. A có chứa B hay không? No, nhưng mà là B là chứa A. B is superset A thì đúng. Như vậy là A không nhỏ hơn B. A thì nằm trong B. A không chứa B nhưng mà B lại chứa A. Đấy, chúng ta ra. Nhưng bây giờ trong trong trường hợp có khái niệm là lớn hơn mà nhỏ hơn, thì nhỏ hơn là nằm trong, nhỏ nó bằng thì nằm trong hoặc là bằng, còn lớn hơn, lớn thì bao hàm, đối thoại là bao hàm, lớn hơn bằng thì bao hàm hoặc là bằng. Đó, như vậy chúng ta thấy là đối với tập hợp chúng ta có khái niệm là giao này, niệm hợp này, khái niệm là hiệu này, là khái niệm là hiệu đối xứng này, khái niệm là nằm trong này, khái niệm là nằm trong hoặc bằng này, khái niệm là bao hàm này, khái niệm là bao hàm hoặc là bằng, dấu dấu hệt. Và đây còn khái niệm nữa, khái niệm là bằng bằng, hiển nhiên là bằng bằng, được chưa? Đó, đây là những cái lệnh mà chúng ta có thể tham khảo được ở trong trong Python. Cũng đúng thế, cũng đơn giản đó các bạn, cũng không gì là khó đâu, chứ làm nhiều thì nó quen thôi. Thế ra làm phải làm bài tập thì nó quen rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem là còn lệnh gì nữa chúng ta có thể tìm hiểu. Đây, ở đây thì nó còn thêm cái gì nữa? Thực ra nó còn thêm một lệnh là lệnh is disjoint. Này cũng được. Is disjoint là cái lệnh kiểm tra xem là A, B có rời nhau hay không. Is disjoint nhá. A, E, disjoint. Đây. A, E, disjoint. Join B. A có rời B hay không? B chúng ta đây. A bị tôi khai báo A bằng 5, 6. Bằng A đây là A là rời B. A rời B khi chỉ khi là A ra B là rỗng nhé. Thì ở đây là tôi biết là A is disjoint B. Nó là đúng. Nó là đúng. Cái điều kiện là A B là rời nhau khi chỉ khi là A ra với B là bằng rỗng. Xếp như này, rỗng. Đấy. Đó là. Như vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài cái lệnh rất là cơ bản rồi. Từ đây là coi như là hết đấy. Toàn bộ những gì mà liên quan đến tập hợp cũng chỉ có từng ấy thôi nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập mức độ là đơn giản nhé.
Như vậy là A là cái là như vậy là cái tập hợp là cái kiểu dữ liệu, nhắc lại là kiểu dữ liệu thùng. À, tôi nói trước khi tôi làm tập hợp, tôi nhắc lại là giữa ba kiểu dữ liệu thùng mà thay đổi được ấy là tập hợp này, tập hợp là từ điển và list, nó có cái nét chung của nó mà chưa tôi nói rồi là các cái tham biến liên kết của nó, là nó có những cái là nó có nét chung, vì tôi sẽ tổng hợp lại hôm nay nhé để các bạn hình dung được. Đây thì mà chúng ta nhớ lại một chút cái bài, những cái bài mà liên quan đến đến cái khái niệm mà list, mà chúng ta thấy mà khi chúng ta thiện như viết những cái hàm số mà khai báo mà có tham biến là dãy là list, thì ta chú ý phần này là rất nhiều người mà chưa quen với Python thì cứ quen với cái C và Pascal thì hay bị sai chỗ này lắm. Đấy, vì tôi làm lại cái đó nhé để chúng ta hình dung nhé. Đây, bây giờ tôi làm cái hàm như này. Chain. À. Đây. Tôi làm cái hàm là chain A như này. Thì cho hàm này tôi làm như sau, tôi dùng một lệnh thuận lệnh là tôi thay đổi vị trí của hai phần tử. Được chưa? Đấy. Không đi, thay đổi chỉ có hai phần tử, không qua một đúng không? Đấy. Nhá, bây giờ A nhá. A đây, bây giờ tôi chuyên dùng là tôi thực hiện cái thủ tục là chuyên A. Chuyên A. Làm cái hàm chuyên A. Thì theo như lý thuyết A là vì theo chúng ta đã biết là hàm số là cái hàm mà truyền trị chứ không phải truyền tham biến, cho nên nếu chúng ta không không hình dung được chỗ này thì cứ tưởng tượng là sau lệnh này thì A nó không thay đổi, nhưng mà thực chất A đã thay đổi. Đây, trước khi thực hiện thì là A là 1 2 3 4, sau khi thực hiện thì A là 2 1 3 4, A thay đổi. Như vậy lệnh này mặc dù thì ở bên trong hàm số change nhưng mà khi thoát ra A cũng thay đổi theo đó. Thì đây là cái mà chúng ta chú ý, rất là dễ sai chỗ này. Vì sao nó lại như vậy? Vì sao nó lại như này? Vì sao là khi mà truyền truyền vào một cái thủ tục hay một cái hàm là chúng ta đã biết giờ là trong ở trong trong Python là truyền trị, truyền giá trị chứ không phải là truyền tham biến. Cho nên là mọi cái tham biến tham số được truyền bên trong của hàm số khi thực hiện, khi thoát ra là cái tham số ở bên ngoài nó không thay đổi. Chúng ta đã biết được đó rồi, nhưng mà đối với list thì không đúng, riêng với list thì không đúng. Đấy, chúng ta đây là một ví dụ nhé. Cái này hơi hơi tôi tưởng thấy rồi đúng nhỉ, tôi tưởng thấy cho các bạn rồi vì sao lại như vậy, bởi vì là A nó là cái name, nó chỉ vào một cái là cái chúng ta trong cái namespace của Python, A nó chỉ vào một cái đối tượng là dãy. Khi chúng ta truyền cái dãy vào vào bên trong cái hàm khi thiện ở bên trong thì bản thân dãy nó không thay đổi, nhưng mà từng phần tử con của dãy, phần tử A0, A1, A2 nó lại là nó lại trỏ tiếp. Phần tử A0 là một biến nhớ, nó trỏ vào cái là cái số 1, cái A1 nó trỏ vào cái số 2. Khi chúng ta thay đổi cái bên trong này thì bản thân cái biến A0 A1 nó thay đổi, nhưng bản chất cái A của nó không thay đổi. Như vậy là trong lệnh này này, khi mà cho thiện lệnh cái tục này này thì bản thân cái đối tượng A không thay đổi nhé, nhưng mà từng phần tử của A lại thay đổi. Đấy, điều này là như vậy, cái việc mà truyền trị chúng ta phải chú ý, nếu mà cái tham số truyền trị nó là một cái dữ liệu thùng mà dữ liệu thùng đó thay đổi được, nó là mutable nhưng mà nó lại là container, nó là kiểu thùng như là list, và cái điều này này áp dụng đúng đúng với cả tập hợp nữa. Đấy, chúng ta chỉ tập hợp cũng như vậy nha. Đây, giờ chúng ta làm thử bài tập 2 nhé. Tôi cho A bằng 1, 2, 3, 4, là 4, 4, 4, 4, 4 phần tử như này nhé. Bây giờ tôi làm cái định nghĩa một cái thay đổi, những cái hàm thay đổi.
truyền A vào. A là truyền là tập hợp đúng không nào? Truyền A vào và trong A tôi làm như sau. Trong A tôi viết là gì? Tôi viết là tôi bổ sung S, bổ sung vào một cái số bất kỳ, một ví dụ tôi viết đây là 10 chẳng hạn. Đây nhé, tôi viết là hay dùng lệnh này, tôi dùng cái lệnh là pop. Chúng ta chú ý nhé, lệnh pop là cái lệnh mà nó sẽ lấy phần tử bất kỳ của A ra, một tử cuối của A ra và A nó giảm lên, thay đổi đi đấy, được chưa, thay đổi A. Bây giờ tôi thực hiện lệnh này, bây giờ A đây nhé, A nó là 1 2 3 4. Bây giờ tôi dùng lệnh, tôi thực hiện cái lệnh, tôi lên giữa cái hàm là thay đổi A, enter và kiểm tra A. Không, A bị là mất đi phần tử 1 rồi, còn lại 1, 2, 3. Như vậy A thay đổi khi mà chúng ta thiện cái hàm, cái lệnh là cái thủ tục thay đổi. Đấy. Thì đây cái này nó cũng giống như là ở trên chúng ta làm về dãy, đây là đối với tập hợp thì cái cách giải thích là nó giống nhau. Là bản chất khi ta đưa ta truyền cái tập hợp A vào cái tham biến của cái hàm thay đổi kia thì bản chất bản thân cái đối tượng A là không thay đổi. Nhưng mà từng phần tử bên trong nó bị thay đổi. Đó, phần tử bao nhiêu thay đổi vì bản thân A nó là dữ liệu là container và là có thay đổi được, cho nên là khi chúng ta truyền truyền một tham biến vào bên trong một cái hàm thủ tục, nếu tham biến đó là nó là list hoặc là từ điển hoặc là tập hợp thì ta chú ý chuyện đó nhé. Rồi thế bây giờ để thay đổi làm thế nào, để làm thế nào mà để không thay đổi thì làm thế nào, thì làm như sau thôi đây nhé. Thì chúng ta làm như này. Ở đây nhé, giả sử chúng ta muốn đây, tôi viết lại cái này nhé. Bây giờ tôi viết A đây. À, mà làm lại 3 phần tử nhé. Giả sử tôi viết cái hàm như này, def change. Tôi muốn là thay đổi 2 phần tử của A. Đổi 2 phần tử của A. Và bây giờ A 0 1 bằng A 1 A 0 đúng không? Nhưng mà tôi muốn là khi tiện sau lệnh này thì bản thân A không 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 thay đổi, A không thay đổi mà tôi muốn nó return A thì kết quả trả ra nó mới thay đổi. Bản thân A thay đổi thì làm như nào? Nhưng biết như này thì là khi tiện xong thì nó trả lại A và thân A cũng thay đổi theo. Thì bây giờ tôi muốn là viết lại cái lệnh đó, viết lại cái hàm này mà bản thân A không thay đổi mà nó trả giá trị mới thay đổi, làm thế nào? Thì ta làm như sau nhé, chúng ta làm như này. Đây chúng ta sửa lại. Tôi làm như này không thay đổi nữa này. Đấy, bây giờ ta làm như sau. Chúng ta viết cái này, chúng ta viết là B bằng A copy. Và chúng ta sửa cái này thành B. B này. B. B B và return B. Đó. Thì lệnh này là nó sẽ trả lại đầu vào là một dãy A bất kỳ, đầu ra là một dãy khác. Nhưng mà khi khi thực hiện xong ấy thì dãy A không thay đổi. Tôi lại lặp lại như A này bằng này. 1 2 3 4 5 2 3 4 5. Được chưa? Tôi viết là C bằng change A. Enter. Thì A không thay đổi. A vẫn là 2 4 5 nhưng mà C đã được thay đổi, đổi chỗ cho hai phần tử đầu tiên của hàng của A. Đó, thì đây là cách chúng ta xử lý nhé. Xử lý để bảo toàn cái việc mà truyền trị của một cái biến nhớ dạng dạng là dữ liệu thùng và dữ liệu là có thay đổi được. Chẳng lại như có hai từ là từ thùng là một là từ thay đổi được, gồm có 3 loại dữ liệu thôi, là list, là từ điển và tập hợp. Thôi chúng ta có làm tương tự như vậy nhé. Chúng ta đã hiểu không ạ? Đây, chỗ này là chỗ tương đối khó một chút nhé, tương đối khó mà tôi đã nhấn mạnh rất là nhiều trong khi viết tài liệu này, bởi vì nó rất nhiều người bị nhầm lẫn chỗ này. Thì chúng ta cái bảo bối chúng ta dùng cái hàm copy,
Hàng copy này là có ở trong mọi dữ liệu thùng, ở trong từ điển cũng có, ở trong tập hợp cũng có, trong dãy cũng có, trong list cũng có. Thì đây chúng ta kiểm tra lại này. Bây tôi viết A bằng set dir A ra. Bạn thấy có cái lệnh lệnh copy không? Copy là gì? Copy là nó tạo một cái bản sao. A đây. 1, 2, 3, 4 vào làm một tập hợp của 4 phân tử. Bây giờ tôi viết là B bằng A chấm copy như này. Thì nó tạo một bản sao của A, nhưng mà B với A là hai đối tượng trỏ vào hai là hai đối tượng trỏ vào, hai cái tên trỏ vào hai đối tượng là khác nhau, B là khác hẳn A rồi. Nhưng bây giờ tôi viết là B clear như này. Clear tôi xóa B đi. Xóa B đi thì A nó vẫn như cũ, A nó vẫn là như cũ. Khi tôi viết lệnh này thì tôi đã tạo ra một cái biến B trỏ đối tượng là khác A. Các bạn chú ý nhé. Khi tôi viết A như thế này, khi tôi viết B bằng A không phải nhé. Khi tôi viết B bằng A như thế này, thì AB nó chỉ cùng vào một đối tượng tổng hợp. Bây giờ tôi viết là đây nhé, tôi viết là B chấm clear thì B bị xóa đi, A xóa đi không? A cũng bị xóa đi, A cũng bị xóa đi. Vậy lệnh này nhé, lệnh này là không phải tạo ra hai đối tượng. Lệnh này là cái lệnh là B và A là hai cái name, hai cái tên khác nhau cùng trỏ vào một đối tượng ở trong Python, cùng trỏ vào một đối tượng là đối tượng tổng hợp. Cho nên cái lệnh này chú ý đối với đối với kiểu dữ liệu thùng là rất là bị hay bị nhầm lẫn chỗ này. Ba là dữ hay nhầm lẫn là dữ liệu là list là một, dictionary là list là tập hợp là đích là từ điển và tập hợp, rất là dễ nhầm. Cái này là cái mà đối với Pascal và C chúng ta làm vô tư, gắn vô tư thoải mái, nhưng mà đây thì không phải, đây không làm như vậy nhé. Mọi người có hiểu không nhỉ? Chỗ này hơi 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 phức tạp một chút đúng không nào? Hơi khó hiểu một chút, nhưng không sao nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm xong bài tập nhé. Cùng nhau làm xong bài tập. Bây giờ bài tập như này nhé. Bây giờ bài tập như sau này. Đầu bài như sau, đầu bài tôi cho tập hợp A là một tập hợp bất kỳ. Ví dụ như là gồm có 10 phần tử bất kỳ. Đây tôi có thể khai báo bất kỳ 1, 2, 3. Thực tế là có thể là bất kỳ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 10, 10 phần tử. Được chưa? Thế bây giờ đầu bài là hãy tạo ra tổ hợp B và lấy ra 5 phần tử ngẫu nhiên từ A vào B. Thì làm như nào? Đầu bài là như sau, đầu bài là gì? Đầu bài của chúng ta, đầu bài này là gì? Là lấy ra 5 phần tử ngẫu nhiên từ A và đưa vào tập hợp B, được chưa? Đấy. Đầu tiên tôi gắn A là bất kỳ đấy nhé, và tôi gắn đầu tiên tôi gắn B là phần tử rỗng. Và bây giờ tôi muốn lấy ra 5 phần tử bất kỳ ngẫu nhiên từ A mà tôi đưa vào. Thế cái làm như nào nhỉ? Bây giờ tôi ghi lại bài này nhé. Bài này tôi ghi lại. Mình bài tập đơn giản thôi nhưng mà chúng ta làm quen thôi. Đang trong cái thư mục nào? À, T1 này. T10. Làm bài tập 1 nhé. Là cho trước tổ hợp A có lớn hơn 5 phần tử. Lớn hơn 5 phần tử. Và chúng ta cần lấy ra ngẫu nhiên. Chú ý cái từ ngẫu nhiên nhé. Lấy ra từ A 5 phần tử và đưa vào tổ hợp B. Rồi, làm như nào? Thì cái này như sau, chúng ta sẽ phải dùng hàm choice từ cái module là ngẫu nhiên.
Nhưng mà hàm choi không lấy được phân tử từ một cái tập hợp, mà chúng ta phải chuyển tập hợp đó sang sang dãy, xong từ dãy chúng ta lấy tập hợp ra đưa đưa vào B. Thế là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ from random import, chúng ta dùng cái hàm choice. Hàm choice là cái hàm lấy ra một phần tử ngẫu nhiên từ 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 một cái đối tượng tuần tự, từ một cái dãy, từ một cái list nhé. Thế nên là như sau này, chúng ta để cho làm tổng quát nhé. Tổng quát của chúng ta đây, tức đây là n, n có nghĩa n lên 5. Ta chúng ta lấy ra n phần tử bất kỳ từ A và lấy ra và đưa vào B, đưa vào B nhé. Nó cái là như sau này. Đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển từ A, tôi chuyển sang dãy đây. Tôi dùng A nhỏ, tôi dùng cái lệnh là list. List đúng không? List A lớn, tôi chuyển các phần tử từ cái tập hợp A sang sang dãy A. Sau đó tôi sẽ lượt tôi làm như sau. Lượt tôi lấy ra 5 phần tử ngẫu nhiên dùng là dùng hàm choi, lấy ra, lấy xong tôi đưa vào B, xong tôi xóa tôi đi từ xóa phần đó đi từ A nhỏ nhé. Tôi dùng lệnh for i in quên cốt là chỉ lấy ra 5 phần tử n. Đấy, lấy ra phần tử này nhé. Cái lệnh for này cốt là để gì? Cốt là để tôi làm đúng 5 lần. 5 lần để n thì bằng 5. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm sao tôi lấy ra như sau này. Tôi lần lượt tôi lấy ra, tôi gọi phần tử đó là phần tử gì? Tôi gọi phần tử là P đi, P nhé. P bằng choice A, lấy ra từ A, sau đó tôi bổ sung nó vào B, add vào B, add cái P này vào B, sau đó tôi xóa khỏi A, xóa khỏi cái A nhỏ, ví dụ như remove, remove P. Đấy. Sau đây này xong tôi sẽ print ra, tôi print cái bên ra. Chạy thử nhé, nó có đúng không, nó có lỗi cái gì không. Đấy, lên phần tử là 3 5 6 7 10 từ đây này. Đấy, chạy lần thứ hai nhé, xem nó có ngẫu nhiên không. 1 3 6 7 8 Các bạn có biết vì sao nó lại luôn luôn là xếp theo số tự từ nhỏ lớn không? Thì khi đưa vào B thì tự động B khi mà hiển thị B ra, nó sẽ hiển thị theo thứ tự nhỏ lớn thôi. Bản chất nó là vì trong tập hợp thì nó không khái niệm thứ tự 2 3 4, nó là hoàn toàn là ngẫu nhiên, được chưa? Đó nhé. Rồi từ đó là bài mà thứ nhất chúng ta làm bài mẫu, bây giờ chúng ta xem bài nào chúng ta làm thử nhé. À, bây giờ làm bài số 2. Bài số 2 là như sau này. Tôi thiết lập một cái cho trước n, và tôi thiết lập cái phải dãy mà tập hợp. Tập hợp A là gồm là tập hợp gồm có n số là tập hợp gồm có n số nguyên tố đầu tiên. N tôi nhập bất kỳ nhé. Bất kỳ có thể là 3 5 10 mà tôi sẽ đưa vào một tập hợp A nhé, là tập hợp hay là tập hợp thực hiệu là P đi nhé. Rồi tôi xong bài đó là bài số 2 nhé. Bài số 2 của ngày hôm nay tôi làm cái bài mẫu thôi, tôi làm một cái bài tập cho vui. Bài tập là như sau này. Bài tập của chúng ta là nhập số tự nhiên n, đúng không? Xong lập một cái tập hợp P bằng n số tự nhiên đầu tiên. Được chưa? Mình làm đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập n từ bàn phím, xong chúng ta sẽ lần lượt chúng ta có một cái hàm kiểm tra xem một số m có phải nguyên tố hay không. Chúng ta chạy từ dưới trên thôi, chạy từ 2 trở đi. Cứ lần ta tìm số nguyên tố cho đưa vào tập hợp A và tăng đếm đến 1, khi nào nó bằng ấy thì thôi, nó bằng n thì thôi nhá. Rồi, làm đơn giản lắm bài này. N tôi nhập này bằng int
Input. Nhập số tự nhiên. Nhiên. Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá, mà chúng ta sẽ làm này. Tôi có một cái biến đếm đúng không? Biến đếm này, đầu tiên là cho cao, biến đếm này cao bằng 0. Được chưa? Và tôi cho biến chạy. Biến chạy ký hiệu là K. À không, đầu tiên tôi phải từ từ đã, tôi phải làm cái hàm số đã. Viết cái hàm số kiểm tra xem phải số nguyên tố hay không nhá. Prime kiểm tra xem là cái số m này có phải là nguyên tố hay không. Hàm này là hàm trả lại, nếu m là nguyên tố thì nó trả lại là true, còn nếu m không nguyên tố thì nó trả lại là false nhé. Bài này có nhiều cách làm lắm, chúng ta bây giờ làm cách làm đơn giản nhé. Chúng ta làm như sau này, chúng ta có cái biến k, ta chạy từ 2, ta cho k tăng dần lên khi nào mà ta tăng dần lên khi nào mà m chết cho k thì dừng lại. Thì nếu k bằng m thì là nguyên tố, còn nếu k mà nhỏ hơn m thì không là nguyên tố. Thế nào nhỉ, cho nó thuận tiện nhỉ. Đúng rồi. Ngoài ngoài m mà chia cho k mà không chia hết, tức là số dư của k m chia k khác không, tức là m không là ước của k đấy, thì chúng ta tăng k lên một vị. Được chưa? Thì qua cái lệnh while này rồi thì là chứng tỏ là m chết cho k rồi. M chết cho k rồi. Thì nếu mà là m bằng k, tức là k m không không ước nào khác nhỏ hơn m, tính từ 2 trở đi, như vậy là m là nguyên tố. Còn ngược lại, nếu mà m có một ước nào đó nhỏ hơn hoàn hẳn m thì m không không là nguyên tố. Như vậy cái sau bài này thì là nó sẽ trả lại nguyên tố khi chỉ khi là m bằng k. Được, như vậy chúng ta return m bằng k. Đây là cái hàm kiểm tra. Nếu m bằng k thì là nguyên tố thì nó trở lại là true. Còn nếu k nhỏ hơn m, k nhỏ hơn m tức là m không phải là nguyên tố thì nó trở lại là false, chính xác. Yeah. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài này nhé. Biến đếm là cái này. Và chúng ta cho k chạy từ từ 2 trở đi cũng như vậy. Và ta while chừng nào mà cao còn nhỏ hơn n thì chúng ta còn làm, còn lớn hơn n thì ta dừng lại. Đồ bài cho là n mà. Đúng không? Bằng n. Chúng ta làm if nhé. If mà kiểm tra, nếu mà prime ở đây chúng ta sẽ phải thêm một cái tổ hợp P nữa. P đây là tổ hợp rỗng đúng không? P tổ hợp là chứa các cái số nguyên tố đúng không? Chứa các số nguyên tố tính từ 2 trở đi đúng không? Nếu mà đây này, nếu mà k ngoài đúng không? Nếu mà là k là nguyên tố thì chúng ta sẽ bổ sung add nó vào và chúng ta luôn tăng lên, chúng ta tăng chúng ta bổ sung vào và chúng ta tăng cao lên một đơn vị, cao bằng cộng 1. Và đây chúng ta tăng cao lên lặp đây, vậy nó có k luôn tăng lên.
tăng lên và cứ tăng lên, và nếu gặp được nguyên tố rồi chúng ta đưa vào P mà tăng cao lên một đơn vị nhé. Thì khi nào mà cao mà vượt quá co bằng một, co bằng hoang, dừng lại khi cao, khi cao bằng n đúng không? Nên là dừng lại khi bằng cái này, dừng lại khi mà nhỏ hơn bằng n, dừng lại khi nào nhỉ? Khi bằng n là dừng lại như vậy. Rồi tôi thử nhá, kiểm tra đúng chưa, ta sẽ print print p ra ngoài. Một cái lệnh chương trình đơn giản này thôi nhé. Chúng ta thì kiểm tra này. Đây là bài B2. B2, ta chạy thử nhé. Chạy đơn giản hơn, chạy đối với cho B bằng 2 chứ này. Cho nó ra đúng là 2, 3 không? Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Bây giờ tôi cho N bằng 10 chẳng hạn. Thì nó in ra là 10 số tố đầu tiên. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi đấy. Cái bài này chính xác. Được chưa? Cái bài đơn giản như này thôi. Nhưng mà nó là cái bài luyện về tập hợp. Chúng ta có hiểu gì không nhỉ? Theo kịp mà thầy Sao? Cái gì? kịp thế, kịp thế, theo kịp, theo kịp, hiểu Có hiểu không? dạ có Có hiểu cái gì hả? Vì sao các bạn là à. không im lặng là không hiểu cái gì thì hơi thì rất là khó đúng không? Ừ. Hiểu cái gì hả? Đơn giản đúng không? Hôm nay cái bài này đơn giản mà. Tôi đã trình bày là tương đối là đơn giản không có gì nhé. Được chưa? Thì như vậy là cái thời gian cái chương đối với cái cuốn Python cơ bản là chỉ thế này thôi, chúng ta không 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 cần biết phải không cần phải 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 hiểu sâu hơn đâu. Còn nếu mà sau này nếu mà có cái phần nâng cao nào đó thì có thể sẽ có những cái tìm hiểu thêm về cái tập hợp này. Còn đối với bài như hôm nay này thì là dừng lại ở đây thôi. Được chưa? Nhé. Các bạn cần hỏi thì không, có cần có tôi cần tôi làm một tập nào không hay như nào thì tôi sẽ làm, không thì tôi sẽ nói vài câu, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nhá. Tức là tôi dự kiến là tôi sẽ lớp mình xong cái là tôi sẽ mở ngay một cái lớp gọi là lớp Python nâng cao, thì nếu bạn nào mà muốn thì chúng ta sẽ đăng ký vào lớp đó nhé. Lớp đó là lớp mà tôi sẽ dự kiến dạy trong 10 buổi mà chỉ học vào chủ nhật thôi. Vì sao là như vậy? Vì sao là chủ nhật? Bởi vì là nếu mà dạy nhiều quá nó sẽ rất nặng và chúng ta sẽ không hiểu gì. Chứ tôi muốn là cái lớp đó chỉ dạy là đúng một tuần đúng một lần. Đấy, để chúng ta có cái thời gian chúng ta ngẫm nghĩ chúng ta sẽ hiểu hơn, và lớp đó là miễn phí. Đấy. Thực chất là bản thân nó luôn các bạn là tôi đang hiện nay tôi đang viết cái cuốn sách về Python nâng cao, nhưng mà rất là khó viết vì cái gọi là cái nâng cao của Python nó rộng mênh mông, không biết đâu mà viết cả. Biết Python cơ bản thì là dễ vì nó chuẩn như này thôi, còn nâng cao thì nó nhiều thứ nâng cao lắm, không biết nâng cao cái gì. Nên là tôi muốn thử nghiệm một chút là cách mà tôi đang định viết sách cuốn sách nâng cao là viết này, là định viết là nâng cao một thứ một tí, nâng cao mà một chút về dữ liệu cơ bản, nâng cao một chút về hàm số, nâng cao một chút về kiểu dữ liệu và tuần tự, nâng cao một chút về về từ điển, nâng cao một chút về tập hợp, nâng cao một chút về lập trình hướng đối tượng vân vân đó. Định như vậy thôi, chứ còn chúng ta đi sâu, bây giờ chúng ta đi sâu vào một thứ là rất là sâu. Để nâng cao một chút về đồ họa con rùa. Thì buổi sau chúng ta sẽ học một bài, tôi sẽ cái chương sau tôi sẽ nói với các bạn cái phần cơ bản nhất về đồ họa con rùa. Như phần đồ họa con rùa, nếu mà tìm hiểu sâu hơn về đồ họa con rùa thì hàng cuốn sách như cuốn sách khác chúng ta mới học được rất là sâu. Đấy.
Tôi lấy ví dụ như vậy nhé, như vậy tôi định hướng, tôi định là tôi đang viết cuốn sách là như thế này, là cuốn sách là Python nâng cao, là tôi định là viết là sâu hơn mỗi thứ một tí so với cuốn cơ bản. Đó, ý định của tôi là thế, mà tôi đang dự kiến là tôi sẽ dạy cái đó, thì các mọi người đăng ký vào để học nhé. Em có đăng ký rồi đó thầy. Đăng ký lớp này miễn phí mà, thì tôi nghĩ các bạn thì tôi đoán chắc là lớp mình đăng ký đông, nhưng mà chắc là học sẽ là dụng dụng rất là nhiều. Vâng, học này như học múa ấy, thầy ạ. Lúc đầu nhiều, bây giờ em xem từng buổi để em hiểu, nhưng mà nhiều khi cứ bị rơi rớt các cái buổi do công việc là nó bị rơi. Là nó phải như là thợ mà, ngoài cái việc chính thức là thợ, anh phải thực hành, anh mới thạo được cái lập trình Vâng. này. Thấy nó giống như là học mộc ấy, Vâng. hôm nay thì học bà, mai thì học cưa, tưởng tượng các bạn cứ học xong chẳng chẳng hay như gà để quên ngay mình. Vâng. Nên nó phải luyện, nó phải làm xong bài tập. Nên là tôi muốn cái cuốn này, cái phần nâng cao này, này muốn là cứ làm xong, cứ học một buổi học sau chúng ta sẽ phải làm bài tập, chúng ta cứ cho bài tập và các bạn làm bài tập, và chúng ta cứ luyện dần thì ta mới vào được, chứ không thì quên ngay. Phần cơ bản rất dễ rồi mà vẫn rất là vẫn rất là nhiều. Đấy. Cái phần nâng cao nó có cái phần nào mà nó về cái database không thầy? Không, tức là phần nâng cao này là hoàn toàn vẫn chỉ nằm gọn ở trong phần Python cơ bản. Còn các bạn muốn là ra ngoài cái lõi Python thì lại khác, thì phần nó phải có cái học thêm cái module rồi. Nhưng bên ngoài không có. Cơ sở dữ liệu thì phải nâng cao nữa. Tức là cái Python nó gọi là Python, là nó cái nâng cao của nó là mênh mông lắm. Ví dụ như là riêng về phần mà làm các cái công cụ dùng để mà vẽ đồ thị thôi, thì nó có rất nhiều module vẽ đồ thị rồi. Riêng vẽ đồ thị thôi phải học 5 trường cũng hết. Riêng về cơ sở dữ liệu thì có rất nhiều module cơ sở dữ liệu phải học từng cái một rất là sâu, cả 5 trời mới hết. À. Đấy, chứ không 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 rất là khó mà viết cuốn nâng cao. Chứ tôi định là với nâng cao này là nâng cao mà mỗi thứ một tí so với phần cơ bản. Đấy, định là như vậy. Và tôi sẽ tập trung vào một số cái mà theo tôi là quan trọng. Ví dụ như là nâng cao, tôi sẽ có một cái bài nó về một số môn toán học, môn về math và CMath. Đấy, những cái tất cả cái phần nâng phần mà cái module mà nằm trong Python lõi nhưng mà không nằm ngay ở trong trong Python thì là có thể học sâu với đó, hay là cái module về 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 thời gian và ngày tháng cần phải học sâu, hay là cái module về đồ họa con rùa chắc là phải học sâu rồi, hay là module về về lập trình hướng không đối tượng, hay lắm về hướng đối tượng của Python nó cũng đơn giản rất là hay. Là ví dụ đó là cái mà nó là gọi là nâng cao thôi, nhưng mà nó hay còn là cơ bản so với cái mà các bạn đang so với cái mà chúng ta muốn học sâu hơn về sau này nhé. Định là như thế. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Vâng. Buổi buổi sau là thứ mấy? Buổi sau là thứ Sáu. sáu đúng không? Cái buổi sau là quan trọng nhất, mọi người đến nhé. Cái buổi sau là tôi nói một cái bài là chương 15 và con rùa rất là hay, các bạn nên nên nên, nên, nên rủ nhau tham dự nhé. Vâng. Vì sao vì sao thấy quan trọng là vì này này, mặc dù là con rùa này là không có ở trong chương trình lớp 10, nhưng mà Là sao còn không chắc hiểu. chắn là thi tin học trẻ toàn quốc ấy, 2-3 năm sau chắc chắn là sẽ có bài tập về về vẽ đồ họa trên đồ họa con rùa ở trên trên Python, chắc là có. Và mở rộng hơn của đồ họa con rùa là làm chương trình tương tác giống như Scratch ấy, được chưa? Cái đồ họa con rùa của thằng Python này là nó mô phỏng lại là toàn bộ giống hệt như là thằng như thằng như thằng như, như là logo. Thì cái buổi sau ấy là cái buổi bài sau là bài nôm na các bạn học lại cái bài học lại về lập trình logo nhưng mà trên ngôn ngữ Python, được chưa? Học lại toàn bộ là logo. Như vậy là chắc chắn là sau này khi mà thi tin học trẻ toàn quốc tương lai này, chắc chắn là đối với học sinh tiểu học vẫn 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 là Scratch, còn đối với học sinh cấp 2, cấp 3 thì sẽ có cái phần phần thi là học sinh có thể sử dụng Scratch để vẽ, hoặc là dùng Python để vẽ,
hoặc là tạo phần mềm tương tác, thì có thể là hoặc là dùng Scratch để làm phần mềm mô phỏng, hoặc là dùng Python thì phải dùng đoạn con rùa đó. Thì các bạn sau tôi kêu là bạn sau quan trọng nhé, các bạn nên nên rủ nhau là dự. Còn cái bài sau cùng thì làm cái bài chỉ nói thêm thôi, không phải là quan trọng. Chúng ta đang nghỉ ở đây nhá. Vâng, chào thầy. Em chào thầy ạ. Chào các bạn.